Các bạn nhé, ở cái video này tôi giới thiệu cho các bạn cái mẫu máy Panasonic sử dụng công nghệ DLP có tên gọi là Panasonic VT-LX321. Dòng này có cường độ sáng là 3200 mAh và có các cái cổng kết nối như các bạn thấy phía bên sau này. Computer in là hai cổng, rồi monitor out, audio in out đầy đủ nha. Và có thêm cái cổng mạng LAN phía bên trái này nữa. Dòng này nó sử dụng công nghệ DLP và có thiết kế thân vỏ màu trắng trông khá là sạch và sang. Kích thước khá là nhỏ gọn. Đây là cái hình ảnh trình chiếu từ dòng máy chiếu Panasonic VT-LX321 nha. Cái menu của máy nó sắp xếp theo cái chiều dọc. Từ trên xuống dưới và phía bên trái các bạn có thể thấy được là các cái menu tùy chỉnh các thông số kỹ thuật này. Mục đầu tiên đó là picture. Tôi quay bằng điện thoại mà độ sáng máy nó tương đối cao cho nên là khi mà zoom ở cái vị trí gần nó thì nó sẽ hơi nhòe một chút xíu nha các bạn. Dòng này nói chung là màu sắc khá đẹp đấy các bạn, màu sắc khá đẹp. Tôi tiến lại gần này các bạn thấy được này, độ nét tốt, độ phân giải chuẩn của nó là XGA 1024x768 và độ phân giải hỗ trợ là độ phân giải Full HD 1920x1080 nha các bạn. Dòng này thì các bạn có thể thoải mái sử dụng để xem phim, giải trí trong gia đình hoặc là sử dụng trong lớp học, văn phòng, công ty đều ok hết. Với một cái máy chiếu đa năng, kích thước nhỏ gọn và đầy đủ các cổng kết nối như vậy thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi đầu tư và sử dụng máy chiếu Panasonic LX321 tại máy chu cũ.com.